Dư tội quyển 3, chương 55. Quần anh quải tụy. 1. 18 giờ đúng, từ đường ngoài sân bay có mấy chiếc xe cảnh sát đi vào, hoặc ở bãi, hoặc là khu vực dành cho nhân viên mặt đất, từ trên xe xuống năm ba người một đội, bảy tám người một tổ, vội vội vàng vàng chạy tới khu quản lý sân bay. Nhìn kỹ sẽ nhận ra chỗ khác người thường của họ, bước chân nhanh mà không loạn, nét mặt lạnh lùng, mắt sắc bén, mày vô thức nhíu lại chính là hình ảnh loại nhân vật chính trong phim bom tấn khi đối diện với giây phút chuẩn bị giải cứu địa cầu. Thực ra làm việc này còn mệt hơn cả cứu địa cầu, 50 tiếng trôi qua rồi, phân cục công an hàng không dân dụng làm chủ lực, rút lực lượng từ chi đội hình sự, trị an tham dự vụ án, còn điều bảy tám cảnh sát hình sự lâu năm nổi tiếng nhờ phá các vụ ăn trọng. Từ thời điểm gây án, phương thức gây án, con đường bỏ trốn, truy lùng từng bước, thậm chí đem bức hình chụp được của nghi phạm đi tới trại giam hỏi những tên trộm chấp hành án, lực lượng huy động đã tới gần 50 người mà không mấy thu hoạch. 18 giờ 42 phút, Lý Vệ Quốc dẫn người ra đường nghênh đón, tóm hết cọng cỏ cứu mạng này tới cọng cỏ cứu mạng kia, đều không được tích sự gì, chút manh mối cũng không có. Nhưng lần này tìm tới cọng cỏ lớn, mời cả sử trưởng già hứa bình thu tới, người ngoài không biết cái tên này, nhưng trong hệ thống công an thì chẳng khác gì sấm nổ bên tai, thời gian trước vụ án Mai Thúy Xuyên tỉnh làm ông già sắp nghỉ hưu lại lần nữa gian tiếng vang dội. Tới rồi, xe tới rồi, phân cục trưởng phân cục hàng không dân dụng lưu đào đi sát sau xử trưởng lý vệ quốc nghênh đón, từ trong xe đi ra ông già mặt đen. Khi đại đa số lãnh đạo tuổi này đã mặt tròn bụng bự thì ông già vóc người tầm thước này vóc dáng gọn gàng, bước chân khỏe khoắn, xử trưởng lý, xin lỗi, tôi đến muộn. Không có gì, không có gì, chỗ chúng tôi chỉ còn trông cậy vào sử trưởng hứa thôi, sở trưởng thôi hôm nay gọi bảy tám cú điện thoại hỏi tiến triển, tôi không biết ăn nói ra sao, tiếp tục thế này thì thành sự kiện quốc tế mất. Lý Vệ Quốc mặt mày khổ sở, chuyện vốn không trong phạm trù quản lý của ông ta, nhưng mà ai bảo bạn bè quốc tế mất đồ, các loại giao thiệp đều thông qua ban đối ngoại, nên ông ta bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Quy cũ cũ, lời không hay nói trước, tìm được đừng cám ơn, không tìm được đừng trách phá án chẳng ai đảm bảo được trăm phần trăm. Hứa Bình Thu tuyên bố thằng thường luôn, ông ta không sợ án lớn, chỉ sợ án nhỏ bị làm lớn, mà bọn trộm vặt thì khó bắt hơn so với trùng tội phạm có cá tính, có đặc tính. Nhất định tìm được. Lý vệ quốc tự tin, hắn thông qua sở trưởng thôi mới mời được vị Bồ Tát này tới. Lưu Đào đứng nghiêm, báo cáo sử trưởng hứa, tôi Lưu Đào, phân cục trưởng phân cục công an hàng không dân dụng. Không cần khách khí, trên đường đi tôi đã tìm hiểu đại khái vụ án rồi nói tình huống hiện giờ đi lưu đào chỉnh lại nét mặt vừa đi vừa nghiêm túc giới thiệu tình huống sân bay ít khi xảy ra loại chuyện này ở đây trị an rất tốt trước khi trừ ít trộm vặt qua đường chúng tôi chưa từng gặp phải vụ án kiểu này cho nên tôi cho rằng vụ án này mục tiêu rất rõ ràng chính là nhắm vào hành lý hai người ngoại quốc hứa bình thu gật gù đúng điểm này có thể khẳng định thứ hai là thủ pháp thuần thục làm một cách nhẹ nhàng yên ắng, không gây bất kỳ chú ý nào, trừ bức ảnh đội mũ, chúng tôi không biết gì thêm. Nơi này mỗi ngày trung bình lưu lượng khách tới 4 vạn người, điều tra rất khó khăn, chúng tôi điều tra xe buýt, xe taxi cả xe riêng đổ quanh sân bay, không phát hiện gì, đối tượng như đột nhiên biến mất. Lưu Đào khẳng định, đây không phải loại trộm thông thường, vì trộm thông thường không đi nhắm vào thứ vốn không đáng tiền với người thường, chúng chỉ nhắm vào vật phẩm quý giá và tiền mặt trên người nạn nhân tốt cũng đã có kha khá tin tức rồi đó cảm ơn sử trưởng hứa điều này chứng thực hoài nghi thứ ba của tôi lưu đào càng nói càng hùng hồn đây là vụ trộm có kế hoạch hai vị khách nước ngoài này chuyên môn tới tham gia cuộc đấu thầu mà giờ kế hoạch thiết bị mô hình tư liệu kỹ thuật mất hết đừng nói đấu thầu thất bại mà công ty rx cũng gặp tổn thất lớn nên họ thông qua đại sứ quán kháng nghị à hứa bình thu thở dài sử trưởng lý tôi không muốn nói lời khách khí nhưng nước lạnh vài hất vài gáo chuyện này là người mù xem ngựa theo như phân tích phân cục trưởng lưu mà suy luận đồ bị mất đã sang tay rồi hai ngày đủ để xảy ra nhiều chuyện dù có tra ra không đủ cho anh ăn nói đâu chúng ta không thể ăn nói lý vệ quốc nhấn mạnh kéo hứa bình thu vào chịu tội cùng mình hứa bình thu thoáng nhíu mày rồi cười đúng cho nên anh nghĩ tốt đường lui đi phải đối phó với sự chất vấn bên trên thế nào trách nhiệm này rất lớn nói không chừng sĩ đồ của anh tới đây là dừng đấy. Đừng nói chuyện sau này, giờ tôi đau đầu đây, giờ có bị đuổi tới cơ sở tra hộ khẩu cũng tốt hơn là bị mười mấy cú điện thoại thúc giục, anh không biết hai người nước ngoài kia khó dây thế nào, lên cả chính phủ tình làm ầm ĩ, thế là tỉnh cứ nghe tôi mà hỏi. Ai, anh hứa, anh không biết tôi khốn khổ thế nào đâu, ngày ngày mất ngủ, nhìn điện thoại là sợ. Lý vệ quốc thang vãn luôn mồm, xem chừng khổ lắm rồi. Hứa Bình Thu không nóng không lạnh cho một câu, điều này chứng tỏ anh còn chưa quen không khí dân chủ, ở nước ngoài, người ta có thể trực tiếp tới tìm tổng thống đấy. Lý vệ quốc nhăn mặt, biết lão hứa chuyên nói lời quá dị, đành thở dài, giờ làm gì còn tâm tình để ý tới mấy cái đó, giới thiệu qua loa đội hình, đội phó đội hình sự số 7 cố hy kiệt, nổi danh vì phá mấy vụ ăn trộm. Đội trưởng thực địa chi đội trị An Vương Xuân Anh, hai lần phá vụ án ăn trộm máy móc ở mỏ thang, Dưỡng Nam Phi tổ trưởng điều tra chi đội đặc cảnh, trứ danh truy lùng tội phạm. Còn có Dương Vinh Lượng của phân cục hạnh hoa lĩnh, 30 năm trong nghề, phá hơn trăm vụ đột nhập ăn trộm. Làm hứa bình thu bất ngờ là một ông già tuổi còn nhiều hơn cả mình, mái tóc đã hoa râm, người cũng đa hơi phát tướng, song không hề toát ra vẻ già dạ cỗi, mà có sự điềm đạm của bậc đại gia. Người này chính là Mã Thu Lâm đã lui về tuyến 2 giờ đeo chức ở phòng nghiên cứu tội phạm, không ngờ cũng mời tới, người này, cả ông ta gặp cũng phải gọi một tiếng đội trưởng đã có nhiều cao thủ như thế thì gọi tôi làm gì thêm vài cao thủ đâu phải chuyện xấu anh hứa nơi này anh có chức vụ cao nhất anh đứng đầu nhé không phải tôi đùng đẩy mà là sở trưởng thôi kiến nghị ai bảo anh nổi danh như vậy hứa bình thu không vui không phải như thế khi tôi làm cảnh sát thì mã thu lâm đã là đội trưởng của tôi giờ anh bảo tôi đi chỉ huy người ta thế chẳng phải không cố kỵ thể diện của đồng chí già à ai à, đừng trách tôi anh nghĩ tôi mời được ông ấy à sở trưởng thôi tiến cử đấy không sao ông ấy là cố vấn tới góp ý thôi chứ ai dám sai bảo những người còn lại là tiểu bối lại có cấp dưới của anh à quên còn mấy chàng trai nữa mới mời được người đội chống tổng cấp lý vệ quốc vội giải thích hứa bình thu buộc miệng hả mời cả dư tội rồi kia à đúng rồi té ra anh cũng nghe tới tên cậu ta chàng trai đó hiện không khác gì minh tinh ai à nhưng mà gặp mặt chẳng bằng nghe tên, quá trẻ, quá bình thường, làm người ta thất vọng. Lý vệ quốc thực sự không đánh giá cao mấy đứa nhóc đó, mông ngồi chưa ấm chỗ, tới mấy tiếng đã biến mất rồi, chẳng qua là bận quá nên chẳng ai hơi đâu đi hỏi, thôi thì cùng lắm là đuổi về. Dù sao thì đại bộ phận người anh mời đều rảnh rỗi, thêm vài đứa bọn chúng đã sao. Đi, đi gặp nào. Hứa Bình Thu mỉm cười, trên mặt già đen nhẽm của ông ta không để lộ ra chút suy nghĩ nào ba người lại đi tới tầng một khu nhà quản lý cảnh sát tụ tập trong phòng hội nghị đều nghe nói hứa bình thu tới người trẻ một chút thì hồi hộp gặp mặt lại thấy hiền hòa như vậy tức thì mấy hậu bối được bắt tay hỏi han vui sướng cả mã thu lâm được gọi một câu đội trưởng cũng cười không khép miệng lại được mọi người ngồi xuống định báo cáo vụ án không ngờ điều đầu tiên hứa bình thu xua tay tôi tìm hiểu qua rồi giờ thời gian eo hẹp không có manh mối gì khỏi tốn thời gian phân tích vụ án mọi người đừng hy vọng vào tôi, điều tôi nghĩ tới hẳn mọi người đều nghĩ tới hết rồi. Mọi người mệt mỏi hơn 50 tiếng rồi, giờ tôi đề nghị nghỉ ngơi vài tiếng, khỏe khoắn tinh thần, chứ trải người đi làm cũng là rùi không đầu. Giờ bắt đầu, đội trưởng Mã, anh có nghiên cứu về vụ án trộm cắp, từ anh trước đi. Không ít người kính đáo thở vào, sợ nhất là lại bị lãnh đạo tiếp tục gây thêm áp lực, tình hình bây giờ đã đủ căng rồi, còn gây áp lực nữa e thành cộng cỏ đè chết con lừa, Thế nhưng nói nghỉ ngơi thì chẳng ai dám, cũng chẳng có cái tâm tư ấy. Khó, tới giờ tôi không nhìn ra thủ pháp gây án của hắn, dù là căn cứ vào hình giám sát hay lời khai của nạn nhân chỉ là vé máy bay không cánh mà bay, theo thời gian. Khi nạn nhân phát hiện mất vé thì trộn đã lấy hành lý từ 5 phút trước đó. Mà thời gian đó bọn họ vừa đi qua cầu vào đại sảnh không lâu, cách chỗ lấy hành lý rất xa. Mã Thu Lâm lắc đầu không giúp được gì, đó là ông già tóc bạc trắng quá nữa, da nhăn nheo, mặc cái áo dắt kết hết sức bình thường, tôi thấy không giống một vụ ăn trộm. Lưu đào chính vì chuyện này mà bắt hơn 20 nhân viên có tiền án, hiện vẫn đang tăng ca thẩm vấn. Hứa Bình Thu nhìn quanh không thấy dư tội, e với thân phận của y còn chưa đủ tư cách ngồi đây, cũng không hỏi mấy người đội chống trộm cắp đi đâu. Ông có chút tiếc nuối vì bất đắc dĩ bỏ dư tội ở đội chống trộm cắp, tâm thái khi đó của ông ta là, nhìn y, kệ y, tránh y, mặc y, đợi qua vài năm thuần tính rồi hẳn hay đối phó với chàng trai trẻ cá tính quá mạnh trước giờ ông ta đều làm thế thông thường bị lạnh nhạt vài năm ai cũng chững chặt hơn nào ngờ hào quang trên người chàng trai đó quá chói lọi nhanh như vậy mà đã ngoi lên rồi hiện giờ cậu ta ở đâu quay đầu nhìn sân bay ngày đêm đèn sáng rực hành khách ra vào nhộn nhịp hy vọng dư tội đang ở hiện trường gây án nhưng tới đó thì khả năng cũng không có manh mối gì Hứa Bình Thu không chú ý rằng mình đã thất thần, dường như quay về sân bay Quảng Châu, quay lại ngày đón mười mấy chàng trai khuôn mặt ngây thờ tò mò từ sân bay nhìn nó mọi thứ xung quanh, mấy chục năm làm cảnh sát, chưa bao giờ có nhiều người ngay lập tức để lại cho ông ta nhiều ấn tượng như thế. Cùng lúc đó cách nơi tinh anh tụ tập 4 km, cũng có buổi phân tích vụ án nhỏ đang tiến hành, nhưng ở đây càng nhanh hơn, đã tiến vào trạng thái thực tiễn. Thử tiêu ngủ dậy một cái liền có việc làm, bị dư tội chỉ huy từ chỗ lấy hành lý, dùng các phương thức khác nhau tìm cánh tới được lối ra một cách nhanh nhất. Lý Nhị Đông không nhàn, hắn đi qua cầu thang bộ, thang máy băng truyền, làm sao tới nơi mà hai người vương tay ra là chạm vào nhau, sau đó tách ra. Vai trò của thử tiêu là nghi phạm lấy hành ý, vai trò của Lý Nhị Đông là nghi phạm trộm vé, còn dư tội thì ngồi ở chỗ hai người kia gặp nhau bấm đồng hồ. Không khớp, từ cầu sân bay đi tới chỗ lấy hành lý và lối ra chừng 4 phút, từ thang máy đi xuống 40 giây, rồi đi bộ tới cửa lấy hành lý mất 2 phút, chưa tính thời gian tìm hành lý trên băng truyền, hành lý tới cùng khách, thời gian ngắn như vậy, không khớp gì cả, trừ khi là bị mất từ khi ở trên máy bay. Liệu có khả năng đó không, ra tay trên máy bay để lại quá nhiều manh mối, tổ chuyên án không thể bỏ qua, khả năng bất trắc cao, nếu đối phương kiểm tra vé ngay khi máy bay dừng lại phát hiện mất vé, vậy thì kế hoạch hỏng ngay. Hơn nữa từ phương thức biến mất của nữ tặc, Dư tội bỏ qua khả năng này, khả năng cao cô ta là người lấy vé máy bay, nhưng thế lại không khớp. Thật kỳ quái. Thử tiêu thở hỗn hển trở về, ngồi bên cạnh dư tội, dư nhi, đừng bắt tôi đi hết lần này tới lần khác được không, cậu xem, ánh mắt ai nhìn tôi cũng kỳ kỳ. Không phải đã đánh tiếng với bên an ninh sân bay rồi à, cảnh sát phá án, có gì phải ngại. Dư tội tay cầm di động bấm giờ có hơi lơ đễnh. Cậu xem ánh mắt họ giống nhìn cảnh sát không, giống nhìn thằng ngốc thì có. Thử tiêu bực bội than vãn. Lý Nhị Đông lúc này cũng ở trên lầu xuống, xem thời gian báo cáo, nhanh thì 39 giây, chậm chút thì 52 giây. Thêm vào từ chỗ rẽ đi ra, hẳn là từ 1 phút 20 giây tới 1 phút 39 giây. Dư Nhi, cậu muốn làm sơ lốc hôn chúng tôi không ý kiến, nhưng đừng biến anh em thành thần kinh chứ. Đúng thế, cơm tối cũng lỡ rồi, chúng ta đi đâu ăn đây? thật đúng là mời phá án mà không lo cơm à? thử tiêu ôm cái bụng bự than vãn. đừng lãi nhảy được không? nghĩ thông vấn đề này, tôi mời hai anh đi nhà hàng. như tội nhíu mày nhìn góc khuất thang máy, dưới thang máy là băng truyền hành lý, không nghĩ ra vấn đề ở đâu. khi người mất trộm vừa qua cầu sân bay không lâu, được nửa lộ trình mà nghi phạm đã đợi ở chỗ lấy hành lý. đường đi của người mất trộm chỉ có một góc chết giám sát, là lối rẻ. Ở lối rẽ đó nhìn thấy được toàn bộ đại sảnh sân bay, thử rồi, dù là chạy nước rút 100 m thì cũng không kịp. Quay lại khả năng mất vé ở máy bay, nhưng nếu ở trên máy bay thì bị tổ chuyên án khóa chặt rồi. Ra tay khi rời máy bay thì không đủ thời gian, ra tay ở trên máy bay thì lại quá lộ, hai đầu đều mâu thuẫn. như tội nhíu mày trải tờ giấy ra, trên đó là tấm bản đồ vẽ lại tuyến đường của hai người, đi qua cầu thang sân bay, tới lối rẽ, thang máy, từ tầng 3 xuống tầng 1, đi tới điểm cuối là lối ra sân bay. Theo cách phán đoán thông thường thì vấn đề xảy ra ở góc chết giám sát, khả năng nhất là lối rẽ phân hướng ở tầng 2, từ đây người không mang hành lý có thể ra thẳng lối ra, người lấy hành lý thì xuống tầng 1. Nhưng ba bọn họ ở đây cả tiếng rồi, vào khu lấy hành lý phải đưa vé máy bay, lấy hành lý ra an ninh đối chiếu vé với hóa đơn gửi hành lý, khớp mới cho đi. Không thể, đến thỏ cũng không thể nhanh như thế được thử tiêu khẳng định lại lần nữa lấy tư cách đi gãy chân mà nói câu này con thỏ béo như anh thì tất nhiên không thể nếu hai người phối hợp thì có khả năng các anh nghĩ giúp tôi xem nếu hai hay ba người vậy lập mưu ra sao để trộm hành lý của hai người nước ngoài nghĩ đi ai nghĩ ra hôm nay tôi cho xẻo thoải mái dư tội khuyến khích mang điều kiện cực kỳ cám dỗ ra dụ hoặc chẳng biết có phải là ám ảnh để lại ở quảng châu không mà đám anh em bây giờ rất mẫn cảm với chuyện ăn uống quả nhiên bị thức ăn kích thích, thử tiêu sáng mắt, cắn ngón tay, hành hạ bộ óc, lý nhị đông gãi người như khỉ, cũng đang căng óc ra nghỉ, chỉ hành khách qua lại, các cậu thấy thế này được không? Đồng bọn của tôi tìm thấy hành lý trước, sau đó tôi ở trên trộn vé máy bay, trao đổi ở giải cách ly, hắn mang hành lý ung dung rời đi. Khả năng cao đấy, như thế thời gian rút ngắn đi không ít, nhưng mà làm sao giấu được camera giám sát? Dư tội dần dần sáng mắt lên cách này phiền lắm khác gì của bọn ngốc nghĩ ra thử tiêu vừa thấy lý nhị đông xông tới thì rối rít nói không nói cậu không nói cậu tôi nói bọn trộm trộm mà ngốc như cậu sớm bị bắt rồi anh có cách sao dư tội ngăn lý nhị đông lại khuyến khích đương nhiên thử tiêu mắt đảo như trộm cho tay vào túi lấy bộ tú lơ khơ bất ly thân rút ra quân ca cơ xoay tay cái biến thành quy tép lên mặt cao nhân cười thần bí hiểu không Dư tội vỗ tay đét một cái, ý anh là đánh tráo biển tên trên hành lý à, hay, cách này hay. Đúng rồi, tôi đã xem, chỉ cần dùng chút nhiệt độ cộng thêm khéo tay là tao tráo được ngay, sau đó cứ ung dung mà đi là xong, bọn chúng là trộn thì kỹ năng này là gì? Mỗi ngày bao người qua lại như thế, an ninh để ý hết nổi à, chỉ cần xem khớp mã là ok, mời anh qua. Thử tiêu vô cùng đắc ý, chính hắn nãy giờ chen lấn với hành khách qua lại mấy lần, nếu tính thêm cả thời gian chờ đợi mà muốn lấy hành lý sớm hơn cả chủ hành lý tới 5 phút là không thể, còn cách dễ hơn nữa, cậu cũng gửi hành lý, là cái vali rỗng chẳng hạn, cho hành lý của người ta vào vali của cậu là xong. Nhớ cái xe cải tiến biến mất thế nào không? Ái già, chớp mắt nghĩ nhiều thủ đoạn như thế, mẹ nó, thử tiêu, vậy mà tôi nghĩ vỡ đầu không ra. Dư tội hưng phấn chửi, anh đúng là có thiên phú làm trộn. Sai rồi, sai rồi, Chủ hành lý mất vé máy bay mà, nếu có thể lấy hành lý rồi còn cởi quần đánh rắm làm gì nữa? Lý Nhị Đông phản bác. Cái này có thể lý giải là bố trí trận nghi binh, làm sai hướng điều tra, chính vì chuyện này không phải phân cục bắt không ít trộn xung quanh à. Ai ngờ trộn vé máy bay chỉ là màn tung hỏa mù che mắt, căn bản là dùng chiêu di hoa tiếp một. Đây là cách làm của cao thủ, khiến người khác tự đâu đầm vào mâu thuẫn không thoát ra được. Dư tội nhảy lên ôm vai hai người anh em, đi, cho bọn họ biết thủ đoạn của anh em ta, tôi đoán chừng chúng ta đoán đúng 89 phần 10 rồi đó. Ý, hai người kia đứng ì ra không chịu đi, mặt mày cực kỳ không vui, Lý Nhị Đông chỉ bụng, quá giờ ăn rồi. Cậu nên đoán xem hai chúng tôi sẽ xẻo cậu thế nào. Thử tiêu cười gằn. Dư tội chấp tay xin tha, các anh em, ra tay nhẹ chút, để cái thân này chẳng có được mấy mỡ, nhé. Hai người kia cười lớn, mỗi người một cánh tay kéo dư tội đi, Lý Nhị Đông nói sẽ rất nhẹ nhàng ôn nhu, thử tiêu càng ác, truyền thuyết nói ăn cơm ở sân bay là bọn ngốc, hôm nay quyết tâm làm lũ ngốc. Tới quán mì bát mã, đúng là rất nhẹ nhàng, một bát mì mà 30 đồng, một đĩa rau trộn 20 đồng, thử tiêu và Lý Nhị Đông gọi 7-8 món rau ăn kèm, rất ôn nhu, toàn rau thôi mà. Giữa bữa cơm dư tội nhận được điện thoại của Sử trưởng Lý hỏi y ở đâu, thế là đỡ phải về báo cáo, đem suy đoán lớn gan kia nói trên điện thoại y nói thế này theo như điều tra thăm dò của thành viên trong đội đây có khả năng là vụ trộm được lập kế hoạch kẻ trộm đã theo dõi nạn nhân ngay từ điểm xuất phát điểm cuối chỉ dùng thủ đoạn di hoa tiếp một làm thế thì trong ngày hôm đó hẳn còn một hành lý nữa cùng thể tích thậm chí là giống ngoại hình thành vật vô chủ không ai nhận bên kia cúp máy giữa chừng luôn đoán là coi lời này quá hoang đường dư tội nhúng vai không mấy bận tâm thử tiêu cười vui vẻ chẳng may mà sai vậy không ai nói là tôi không chịu nghĩ cách không đâu đúng là anh tiêu thông minh hơn người sai là ở trí tuệ tập thể dư tội lắc đầu y chẳng bất mãn gì không hy vọng lấy đâu ra bất mãn dư nhi cậu vội báo cáo làm gì tôi thấy nếu vậy chẳng phải còn có đồng bọn ngồi cùng chuyến bay tới đây à thế thì tiết lộ danh tính rồi lý nhị đông vừa ăn vừa hỏi chính vì thế mà càng cần phải lấy trộm vé máy bay của nạn nhân để người ta không ngờ rằng chúng đã dở trò ngay từ điểm xuất phát, nếu có sơ hở thì hẳn chính là đó. Dư tội lại lần nữa ôm vai thử tiêu đang ăn như chết đói, ở điểm này tôi vẫn ủng hộ ý tưởng của thử tiêu, anh ấy có thiên phú làm kẻ xấu, cứ nhớ lại ở trường bao nhiêu người bị anh ấy hại là thấy. Chúng ta sống ở trong trường học chủ nghĩa cộng sản, tất nhiên là phải tiêu tiền của tập thể rồi, ha ha ha. Thử tiêu không lấy làm xấu hổ mà còn coi là vinh, còn chỉ trích hai người kia, đi học chưa làm ra tiền phải biết nghĩ cho gia đình, không biết một năm ăn uống tốn kém bao nhiêu tiền, đang lên mặt dạy bảo. Đột nhiên mồm há ra không nói gì được nữa. Hai người kia quay đầu chỉ thấy hứa bình thu dẫn theo mười mấy người, có thường phục có cảnh phục vội vội vàng vàng đi tới chỗ ba người, trông cứ như là đi bắt tội phạm trọng yếu vậy. Thử tiêu với lý nhị đông suýt ném bác chạy, khách khứa xung quanh chỉ chỏ họ thì thầm bàn tán. Ha ha ha, dư tội, dư tội, cậu đúng là chàng trai vàng của tôi. Lý vệ quốc từ xa đã hưng phấn quá độ đi tới, ông vai dư tội lắc lấy lắc để, thái độ khác hoàn toàn lúc nói chuyện qua điện thoại, mau mau, làm sao các cậu biết, đúng là có hành lý không chủ, trọng lượng và bề ngoài tương đương với người nước ngoài. Hỏi anh ấy, anh ấy nói, dư tội chỉ thử tiêu để vinh quang cho anh em. Thử tiêu còn chưa nuốt hết, ặt một cái, nghẹn chảy nước mắt, Lý Nhị Đông vội dùng chai giấm cho hắn uống một ngụm, chua tới chảy nước mắt, cuối cùng cũng thông rồi, chỉ là đối diện với nhiều cảnh sát già như thế luôn cũng trả lời rất ăn hại, tôi, tôi, tôi đoán. Làm sao có thể chứ, nhưng cũng có người tin, nhìn xem, một béo một gầy một đen, ngồi đây ăn ăn uống uống, trông là biết chẳng có tí tố chất cảnh sát nào cả, nói không chừng là tán gẫu bốc phét rồi ăn may không chừng. Dư tội nheo mắt liếc qua một loạt vẻ mặt bực bội hoặc kinh thường, y chẳng ngại người ta nghĩ gì về mình, nhưng công sức của anh em không thể bị coi thường, đứng thẳng lên tiếng, chúng tôi mất 2 tiếng đồng hồ tới hiện trường, mô phỏng mười mấy cách thức gây án khác nhau. Hai anh ấy chạy gãy chân mười mấy lượt nhưng không sao kịp trong vòng 5 phút. Bất kể là dùng cách nào, thời gian không gian không dư giả nữa, cho nên chúng tôi nghĩ, tội phạm hành động ngay từ khi hành lý ra tới sân bay, có kẻ tiếp ứng, lợi dụng thời gian từ cầu sân bay ra thang máy, hoàn thành việc lấy hàng còn trộm vé máy bay chỉ là để đánh lạc hướng, sai lệch thời gian. Trình bày gãy gọn có lý có cứ như thế thì đáng tin hơn rồi, xong làm mấy cảnh sát lâu năm bị đã kích, mọi người đều tới hiện trường, nhìn thế nào cũng thấy không có khả năng tồn tại chứng cứ, ai mà ngờ chứng cờ sờ sờ ra đó. Hứa Bình Thu lắc đầu, sau đó lại nhìn dư tội khẽ gật đầu, không tốn thời gian thêm, chỉ huy mọi người bắt tay vào việc. Vậy là sau 52 tiếng vụ án tiến triển một bước lớn, căn cứ vào giám sát ở sân bay xuất phát, khóa chặt mục tiêu gửi hành lý, mục tiêu khả nghi này không ngờ cùng nạn nhân bay tới đại nguyên, sau khi rời máy bay lại biến mất thần bí khỏi màn hình giám sát, hành tung quỷ dị khiến cảnh sát tham dự vụ án cực kỳ hứng thú. Phải thừa nhận rằng khi nguồn lực cảnh sát mà được điều động thì hiệu suất của nó khá kinh người, bắt đầu từ 20 giờ tối, kiến lập hệ thống chỉ huy, liên lạc hệ thống CCIC của tỉnh, hiện công trình lưới trời đã bao phủ 70% khu đô thị. Chỉ cần xác định mục tiêu, rất có khả năng trong vòng 15 phút là tìm ra vị trí nghi phạm, đây là sức mạnh công nghệ. Song vẫn có tin tức xấu truyền tới dưỡng Nam Phi của chi đội đặt cảnh vào 20h15 vội vàng chạy tới phòng liên lạc lâm thời, hô lên với hứa Bình Thu đang thương thảo với mọi người, giả, sử trưởng hứa, thân phận giả. Giả sao? Lý vệ quốc khó khăn lắm mới tìm thấy tia hy vọng bị hất nước lạnh, đứng bật dậy. Dưỡng Nam Phi đi vào phòng, kết nối với máy vi tính, đưa dữ liệu vừa truy xuất được ra màn hình, tên trên chứng minh thư là Lý Bân Nho, nhưng người này một năm trước đã đi Singapore du học chưa về, liên hệ với người nhà đã xác nhận. Bên kỹ thuật hình sự cũng đã đối chiếu hình nghi phạm với Lý Bân Nho, đúng là sai lệch rất lớn, hơn nữa khả năng nghi phạm có hóa trang. Sử trưởng hứa xem, ba tuyến tam giác trên mặt không hề khớp. Nói tóm lại là không phải, ai cũng thất vọng, nhìn hai bức hình, chẳng cần thông qua máy móc kỹ thuật gì cũng nhìn ra không phải là một hừng, chứng minh thư thật, người giả, bọn chúng làm việc tỉ mỉ đấy. Hứa Bình thu ngã người ra dựa vào lưng ghế, chuyện ly kỳ ông ta gặp nhiều rồi, không mấy bất ngờ. Điều này chứng tỏ rằng phương hướng điều tra là chính xác, nếu mà dễ dàng tìm được như thế đã không phải là kế hoạch tinh vi rồi. Mã Thu Lâm tìm vui trong khổ, cổ vũ mọi người. Chỉ là thế thì phiền toái càng lớn, tôi tin chúng ta có thể moi được hắn ra, nhưng thời gian không kịp. Lý vệ quốc đứng ngồi không yên, mọi người có cao kiến gì không? Đối diện với ánh mắt tha thiết tới, cháy bỏng của xử trưởng lý, đám cao nhân điều tra hoặc vờ nắm cầm trầm tư, không thì ghé tai nhau thì thầm bàn bạc. Người làm hình sự đều có chung sự cố chấp, đó là hai chữ xác định, một khi xác định mục tiêu, bọn họ sẽ như sói bám theo mùi máu, cực kỳ kiên nhẫn tinh quái, nhưng giờ kẹt ở chỗ đơn giản nhất quan trọng nhất, bọn họ không có mục tiêu. Người của chúng ta nên hành động thôi, là người lãnh đạo phi chính thức, tôi phát biểu vài câu nhé. Hứa Bình Thu tỏ ý tôn trọng nhìn Lý Vệ Quốc, Mã Thu Lâm trưng cầu ý kiến, thông thả nói, đối phương tuy đã hóa trang, cũng không thể che giấu hết, ví dụ như chiều cao, một kẻ chừng 1m73, một kẻ chừng 1m68, cái này không thể giả. Còn nữa, đều là nam, có thể khẳng định, phối hợp ăn ý như thế, có thể thử vận may ở chỗ có tiền án. Mọi người an bài đi dương vĩnh lượng dẫn đội viên chuyên môn đi tìm những kẻ tiền án ăn trộm đã được thả lưu đào được an bài tăng cường thẩm vấn nghi phạm được triệu tập cố hy kiệt liên hệ với tất cả các đồng công an đem hai nghi phạm mơ hồ đi điều tra đây là biện pháp khi không có biện pháp nào ở cái thành phố đông dân này đôi khi chỉ có thể dùng cách ngốc nhất mệt nhất ấy mọi người nhận lệnh rời đi mã thu lâm cười thần bí hứa bình thu phát hiện sư lão già này còn che giấu đây là cái tuổi người ta cẩn thận giữ mình cố vấn tức là không cách nào nữa mới hỏi tới hứa bình thu khách khí với đồng chí già đội trưởng mã chúng ta ra đại sảnh sân bay đi dạo cho thoáng đảng ừ cùng đi mã thu lâm thống khoái đồng ý cùng hứa bình thu lý vệ quốc ra ngoài biết mấy người họ có chuyện muốn nói lý vệ quốc không có chuyên môn im lặng đi theo nghe hứa bình thu nói đội trưởng mã có nhớ thiệu bình sơn không anh ấy cùng nhập đội với tôi sao lại không nhớ cái thằng vương bác đó lần đầu phá án đã dám vỗ bàn với tôi, bị tôi giáo huấn cho vẫn không phục. Mã Thu Lâm cười có chút vị đắng, tôi không nên mắng cậu ta, để cơ hội xin lỗi cũng không có. Anh ấy có cái mồm đáng ghét vậy chứ, uống rượu với tôi nói, rất phục đội trưởng. Hứa Bình Thu khi nhắc tới người đồng đội đã hy sinh luôn nói nhỏ, như sợ truyền ra ngoài vậy. Mã Thu Lâm thở dài, câu này là lời khích lệ thích hợp nhất, người ta không tiếc mạng sống, mình lại đắng trước đo sau hứa bình thu là chuyên gia đánh vào tâm lý người khác đây chính là hiệu quả ông ta muốn khéo léo mượn câu chuyện của người bạn cũ một chút mời đi vào đề tài tôi thấy hai người này phối hợp gây án không loại trừ khả năng được người ta thuê ví dụ như cạnh tranh ác ý trong nghề hai người chưa đủ ít nhất phải có một người nữa trộm vé không thể nhiều hơn nếu không khó bảo mật mã thu lâm từ khi lui về tuyến hai đã rất khi phát biểu khi chưa có chứng cứ thế này vậy là tay quen tội phạm chuyên nghiệp sao Đúng, làm rất gọn gàng, khẳng định là tay quen, nhưng chưa chắc có tiền án đâu. Kẻ có tiền án luôn có tật xấu giống nhau là hấp tấp, đó là do vấn đề tự tin, mỗi lần gây án chúng ta nhìn ra được chỗ cẩu thả, nhưng mà đám người này khác. Hơn 50 tiếng không nhìn ra sơ hở, tuy không quá đặc sắc, nhưng làm rất khéo rất tự tin. Mã Thu Lâm chỉ ra vấn đề. Lão già này đúng là che giấu quá nhiều, cơ mà không thể trách người ta, Hứa Bình Thu lại hỏi chắc chắn không phải trộm bình thường, song sao lại nhất định chưa có tiền án. Góc độ của anh không đúng, một số kẻ sức khống chế vượt ngoài tưởng tượng của chúng ta. Hai người kia nói chuyện khá nhỏ, toàn dùng từ chuyên môn, Lý Vệ Quốc rất vất vẻ mới theo kịp, lại thoáng thoáng thấy Mã Thu Lâm nói. Thế nào cũng có sơ hở, phải tìm ra thời điểm chúng không cố ý che đậy thân phận. À, mọi thứ quay lại chỗ này. Đã tới chính giữa đại sảnh sân bay, Lý vệ quốc rốt cuộc không nén được sốt ruột, đi sát bước Mã Thu Lâm hỏi, thầy Mã, ý thầy nói là chỗ này có sơ hở. Hẳn là thế, trước khi gây án thì chúng xuất hiện với tâm thái của người bình thường, thế nên chỗ đó có thể là nơi này, cũng có thể là nơi xuất phát. Mã Thu Lâm lại bắt đầu không chịu nói nữa rồi, quay sang thái độ ba phải. Nóng vội, nóng vội rồi, hứa bình thu tốn công dụ dỗ lão già này nói ra, lý vệ quốc lỗ mãng xen vào, Khiến ông ta quay về trạng thái bình thường, nghĩ một lúc cố tình nói như để giải thích cho Lý Vệ Quốc, ra tay ở nơi này vừa có thể khiến nạn nhân không thể đi lấy hành lý, trì hoãn cho đồng bọn gây án. Sở hở ở đây, thời gian và tuyến đường lựa chọn rất kín kẻ, tôi không tin chúng không có sai sót. Khẩu cung của nạn nhân không phản ánh ra điểm này. Mã Thu Lâm quả nhiên lại bị dẫn dắt tư duy. Cho nên mấy chú nhóc đó đã tới nhà khách hỏi chuyện nạn nhân. A à, Mã Thu Lâm gật gù, thầm hô tri kỹ. Lý Vệ Quốc không hiểu gì cả, chỉ biết đi theo, kiến trúc tầng lầu, thang máy lên xuống khắp nơi, cứ như là mê cung, nào là khu thương nghiệp, nào khu chờ bay, khu ẩm thực, làm ông ta chóng mặt, thế này thì biết đối phương để lộ sơ hở chỗ nào. Lối suy nghĩ quyết định lối thoát, chi tiết quyết định thành bại, sau một tiếng kiểm tra, phát hiện một người cứ ở sân bay chụp ảnh, bị kỹ thuật viên vô tình phát hiện, dùng kỹ thuật kiểm tra khuôn mặt khớp với nghi phạm. Xong nhìn bằng mắt thường lại là hai người khác nhau. Kỹ thuật viên đó hét lên, âm thanh lớn nhất từ lúc vụ án xảy ra tới giờ, mọi người đều đỏ dùng tới, bắt đầu đối chiếu so sánh đặc trưng khuôn mặt, sau đó rất nhanh vang lên tiếng bước chân của đám thực địa thô lỗ, bọn họ nín nhịn lâu, sắp nổ tung rồi. Cha! Mấy giờ cha về tới nhà, trên đường có sự cố gì không? Cái gì? Bị cảnh sát giao thông phạt, bao nhiêu ạ? À? 200. Hả, cha nói con là cảnh sát mà họ vẫn phạt à thế chẳng phải nói cảnh sát công bằng chấp pháp không nể tình riêng sao ai cha tiếc tiền gì chứ cha cân điêu vài lần là gỡ lại được dư như... tội ngồi ở ghế phụ lái nói chuyện với cha xe dừng mà không biết đây là xe riêng của hứa bình thu cho ba người họ mượn tới khách sạn quốc tế lệ nguyên hỏi chuyện thử tiêu đã xuống xe sốt ruột thúc giục dư tội đột nhiên bị lý nhị đông kéo một cái suýt ngã chưa kịp chửi thì theo hướng hắn chỉ tức thì suyệt một cái, hai thằng long không như trộn đi tới bậc thềm khách sạn. Sau đó một trái một phải thình lình đứng dậy hét lên, cướp đây. Á! À, cô gái kia sợ hãi thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống, nhìn rõ hung thủ là co chân đá vào một cái cực nhanh. Lý nhị đông nhanh nhẹn chuồn luôn, bỏ lại thử tiêu chậm chạp trúng liền hai đá, khoa trương la hét ầm ĩ. Cho dù một thân cảnh phục nghiêm chỉnh kín đáo, vẫn không che hết thân hình cao ráo hoàng mỹ, đôi chân dài đầy sức sống, Ngũ quan tinh tế, đôi mắt dài quyến rũ, da dẻ trắng ngần. Chính là An Gia Lộ đã lâu không gặp, cô bị sự vô lại của Thử Tiêu chọc cười, bên cạnh có nữ đồng nghiệp, cũng là người quen của cô. Lý Nhị đông từ sau lưng Thử Tiêu thò đầu ra, vừa định trêu ghẹo, Thử Tiêu có phòng bị bịt mồm, con mẹ nó, không được nói lung tung, An Mỹ nữ là nữ thần trong lòng tôi, nếu không phải nhờ cô ấy và giải băng, tế muội tử nhà tôi đã phải lưu lạc tha hương rồi, dám nói linh tinh, cẩn thận tôi đánh. Ừm, thế còn được, Tinh Tinh có khỏe không?" An Gia Lộ hỏi thăm. "Ài, có thì có, chỉ là cha mẹ cô ấy truy sát tôi, bắt kết hôn." Thử Tiêu mặt mày đau khổ. "Đây là chuyện tốt mà." An Gia Lộ lấy làm lạ, chẳng hiểu vì sao Thử Tiêu đau khổ, tế muội tử làm công ở cửa hàng thời trang, cô bé đó học vấn không đủ nhưng rất khéo tay, lại chịu khó, giờ học thêm cả may vá cũng giỏi lắm. Quan tâm một cái, Thử Tiêu càng xấu mặt thì thầm cô ấy chưa đủ tuổi kết hôn tôi là cảnh sát chẳng lẽ lại phạm pháp à lý nhị đông cười phun nước bọt con bà nó lúc lôi người ta lên giường thì không phải cảnh sát thì là cầm thú à bất kể trong trường ra sao tốt nghiệp rồi có thể ngẫu nhiên gặp nhau thế này cảm giác thân thiết an gia lộ nhìn hai người này vẫn vô sĩ như xưa chưa nói gì đã cười còn thử tiêu và lý nhị đông nhìn an gia lộ ngày càng xinh đẹp tươi ngon mọng nước miệng thao thao bất tuyệt làm cô cười không ngớt sao còn chưa tới nhỉ? Nữ đồng nghiệp sốt rốt ngó nghiêng. An gia lộ nhớ ra mình có nhiệm vụ, hỏi hai người bạn, sao muộn thế này rồi các cậu còn đi lang thang làm gì thế? Thế sao bạn cũng ở đây? Thử tiêu hỏi. Tôi có nhiệm vụ, không thể nói cho các cậu. An gia lô hất cái cầm nhỏ lên, cái tính kiêu ngạo ấy thì chẳng thay đổi gì. Chúng tôi cũng có nhiệm vụ nhưng mà có thể nói, nhận lệnh tới ra hỏi hai tên quỷ Tây Dương, không phải bạn đang đón bọn tôi chứ? Thử tiêu dương dương đắc ý đoán. Không thể nào, đây là vụ án do tỉnh chủ trì, các cậu, an gia lộ chấn kinh, cô nghĩ là người tới phải là cảnh sát già mặt đầy nếp nhăn. Không phải, sử trưởng lý nói sẽ có ba người tới. Nữ đồng nghiệp nhắc. An gia lộ phòng má tức giận, xỉa tay vào trán thử tiêu, lại lừa người ta. Hắc hắc, thêm một con sâu hại nữa chẳng phải là ba sao. Thử tiêu chỉ một cái, hai cô gái quay đầu nhìn thấy một người đội mũ trùng đầu kéo thấp vừa nhảy xuống xe do ngược sáng nên nhìn không rõ mặt dư tội ngẩng đầu lên nhìn thấy dưới bóng đêm mê người an gia lộ yểu điệu xinh đẹp đứng đó tựa như được phủ kính tầng hào quang tuy không có vẻ thành thục mặn mà như lâm vũ tịnh nhưng thêm nét thanh thần chỉ có ở thiếu nữ thực sự là vẻ đẹp làm người ra rung động tận tim khiến bước chân hơi khựng lại chỉ thoáng chốc là như không có gì đi tới mỉm cười hỏi sao bạn lại ở đây Câu này phải do tôi hỏi cậu chứ An gia lộ chưa hết ngạc nhiên Đôi mắt mở to hết sức đáng yêu Nếu tôi nói đây là duyên phận của chúng ta Thì bạn có tin không Dư tội làm bộ mặt chân tình Còn tôi là người xui xẻo nhất Mới bị đưa đi cùng hai người ngoại quốc khiếu nại Đây là loại duyên phận gì An gia lộ cố ý nói Thử tiêu nhảy vào phá đám Đi thôi, đi thôi Đúng là không biết xấu hổ Bọn tôi gặp cô ấy trước Vậy mà cậu mở mồm ra nói duyên phận mọi người vào đại sảnh khách sạn nhìn ánh sáng như tỏa ra từ ngọc trai là biết mức độ sang trọng của nó an gia lộ giới thiệu đơn giản sự tình thì ra bị hai người nước ngoài làm cho khốn khổ ban đối ngoại tỉnh phái hai nữ cảnh sát giỏi ngoại ngữ phòng xuất nhập cảnh tháp tùng kim phiên dịch và liên lạc không may an gia lộ và nữ đồng nghiệp bị chọn trúng nghe người ta than phiền quát mắng suốt hai ngày nghe nói hôm nay cấp trên phái cao thủ điều tra tới còn kỳ vọng có tin tức cốt kết thúc nhiệm vụ đen đuổi này Ai dè là ba vị này Thấy chưa Đã nói là duyên phận mà không tin Dư tội nhìn An Gia Lộ Bị cô nheo mắt cong môi liếc một cái Cô gái này có nhiều động tác nho nhỏ rất hay Chợt nhớ câu hát Em hình như cũng không giận Bất giác tim loạn nhịp Lý Nhị Đông nhìn An Gia Lộ chẳng hề giận Chỉ lường một cái quay đầu đi Rất hâm mộ dư tội Chẳng lẽ hai người này có gian tình Không thể nào Theo như hắn biết Giải băng vẫn sống sờ sờ kia mà tha thứ cho tôi nói một câu nước ngoài. Thử tiêu kéo dư tội đi như sợ y phạm sai lầm, dư nhi, cậu quá mất phây rồi đấy. An gia lộ và nữ đồng nghiệp bị ba chàng trai chọc cười suốt, khi đi vào trong thang máy mới nghiêm túc dặn dò, lát nữa các cậu hỏi chuyện cẩn thận chút, hai người ngoại quốc đó mất đồ quý giá, cực kỳ tức giận, bọn họ liên lạc với cả đại sứ quán gây áp lực rồi. Nói chuyện với họ chú ý câu từ, ngàn vạn lần đừng nói từ kịch liệt, cãi nhau là không hay đâu không sao, dù sao họ nói gì chúng tôi có hiểu đâu. Thử tiêu nói như là ưu thế lớn lao, An Gia Lộ vỗ vỗ tráng, sao lại xui xẻo thế này, lại dặn dò họ những việc cần chú ý, dẫn họ tới gian phòng giữa lầu gõ cửa, ba người dư tội đổi sang vẻ mặt trịnh trọng, theo An Gia Lộ vào phòng. An Gia Lộ dùng tiếng Anh lưu loát giao tiếp với người nước ngoài, sau đó giới thiệu ba người. Thử tiêu trốn mắt, Lý Nhị Đông thì xanh mặt, đối phương là nữ nhân cao lớn, to lớn, tóc vàng ống, khiến người ta sinh tơ tưởng miên man trừ tuổi hơi nhiều một chút không bới móc được chút khiếm khuyết nào đặc biệt là đứng lên cao tới một mét chín khổ cho dư tội muốn nhìn người ta phải ngửa đầu lên trần đời chưa từng nghĩ có nữ nhân nào cao lớn như vậy chị lâm cũng cao nhưng vì vóc người người đông á nên không có cảm giác chấn động tới tâm khảm thế này đang giới thiệu thì từ gian trong đi ra vị nữa oa 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 còn hưng hẳn hơn cao hơn nữ nhân kia cổ và cánh tay lộ ra ngoài toàn là lông có vẻ bực tức nói gì đó, An Gia lộ mỉm cười lịch sự giới thiệu ba cảnh viên không ngại đêm khuya vất vả tới đây. Không ngờ nam nhân kia càng khó chịu, cầm cuốn tạp chí, ném chắc xuống đất. An An, chuyện gì thế? Thằng chó đó phun rắm gì vậy? Cái gì vậy? Tưởng người nước ngoài mà to à, tùy tiện mắng chửi ai cũng được hay sao, huống hồ đó là nữ thần toàn trường. Dư tội sáng tay áo, lửa giận đột nhiên bốc lên nguồn ngục, mà cũng biết không chơi lại thằng súc sinh ngoại quốc này nên chưa ra tay. Cậu đừng kích động, ông ấy nói mất đồ hai ngày rồi mà không có bất kỳ tin tức nào, làm ông ta thất vọng với cái quốc gia này, bọn họ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Đương sự là An Gia Lộ lại nhẫn nhịn rất tốt, lại còn nhìn dư tội cầu khẩn, nếu có va chạm là hỏng hết mọi việc. À, cái này thì thông cảm, chúng tôi còn thất vọng nữa là họ, nhưng mà có gì để giận đâu. Thử tiêu cũng giữ dư tội, cái thằng này máu lạnh đấy, một khí nóng lên là như thùng thuốc nổ, khó cản lắm. Dư tội nén giận xuống bảo An Gia Lộ đi thẳng vào chủ đề, nhưng không ngờ hai người nước ngoài kia chẳng vừa, xì xà xì xồ một tràng dài, chắc chắn chẳng có lời nào tử tế. Thử tiêu ghé tai Lý Nhị Đông cảm khái, đáng tiếc chúng ta không học ngoại ngữ cho tử tế. Học làm chó gì, để nghe chửi à. Lý Nhị Đông nhìn An Gia Lộ cười liên tục rất gượng gạo, Động tác như đang vuốt giận cho đối phương cũng muốn đánh nhau lắm rồi, cảnh đó ai nhìn không sót, vừa nãy không phải dư tội nổi cùng trước thì có khi hắn đã ra tay. "Không phải, tôi chưa bao giờ trêu ghẹo em gái bên kia Đại Dương, nếu biết nói vài câu tán tỉnh thì hay quá." Thử tiêu chép miệng. Nói liền một hơi tới hai gò má đỏ hay hay, An Gia Lộ mỉm cười với ba người bạn đang tức giận ý bảo mình không sao, nhỏ giọng phiên dịch, "Ông mát không những muốn rút đầu tư khỏi Trung Quốc" còn muốn công khai bản mặt của cảnh sát Trung Quốc ra thế giới. Bà Michelle nói đã đi qua rất nhiều quốc gia, cảm thấy cảnh sát Trung Quốc là tệ nhất, khi mất đồ đã báo cảnh sát, vậy mà không có đại ngộ tương ứng. Dư tội đánh giá người tên mắt nổi trận lôi đình vung tay vung chân, còn Michelle cũng căm phẫn không thôi, chẳng biết hai người này có phải một đôi không, cơ mà nét mặt y hệt nhau, thấy đồ đã mất, giống người bình thường, không có cách nào, lại đi trút giận lên người quan tâm mình. Vên váo cái bòi à, rút đầu tư đi dọa ai mẹ nó đầu tư tiền tỷ thì lương cũng tăng được đồng chó nào đâu mà phải sợ thử tiêu không nhận được nữa lý nhị đông phụ họa cảnh sát thiên hạ thì đâu chả thế không tệ hại thì ai đi làm cái nghề cảnh sát vừa mệt vừa lương ít này đếp gì mà ngạc nhiên an gia lộ không biết bình luận hai người bạn cũ này thế nào dư tội trừng mắt lên bảo hai người ngậm cái mồm thối lại hai tên này vừa lẩm bẩm chửi có ngon thì đi mà trừng mắt với người nước ngoài ấy Ai ngờ dư tội vỗ bàn mặt đanh lại như khối sắt, chỉ mặt hai người kia, nói với họ, "Chúng tôi là cảnh sát tới đây thực thi chức trách, không phải tới nghe họ chửi." Dịch đi, cứ thế mà dịch. Có vẻ như An gia lộ mấy ngày qua chịu đủ ấm ức rồi, bị dư tội cảm nhiễm, cũng buộc miệng dịch đúng như y nói, vậy mà có hiệu quả, hai người kia đang định than phiền một phen nữa, đều có vẻ trấn tĩnh hơn, nhìn chằm chằm dư tội đánh giá ba người cảnh sát tướng mạo chẳng ra sao này. Dư tội tiếp tục nói lớn, hiện giờ có trăm cảnh sát đang tìm kiếm vật bị mất cho họ, chúng ta cần thông tin để phá án, chứ không cần sỉ nhục và chất vấn, nếu như chút lý giải và tôn trọng này cũng không có, vậy tôi hoan nghênh họ tự nghĩ cách. Liên tiếp mấy ngày qua, người trên tỉnh vì áp lực, chẳng những vân vân dạ dạ luôn mồm xin lỗi, còn trách mắng hai người phiên dịch không biết trấn an tinh thần bạn bè quốc tế, nghe dư tội nổi giận, an gia lộ thống khoái hết sức, không chỉ phiên dịch mà học cả thần thái của y nghiêm khắc nói chuyện với hai người kia. Mất một lúc lâu Michel mới nói một câu. Bà ấy hỏi cảnh hàm của cậu. An gia lộ phiên dịch. Trả lời, bí mật. Nghe phiên dịch xong, hai người ngoại quốc hiểu lầm, cho rằng dư tội một thân thường phục, khí thế mạnh mẽ, lại lịch không nhỏ, trao đổi với nhau vài câu, tỏ ý muốn nghe tình hình vụ án hiện tại. Cái này thì dễ lắm. Như tội nói một tràng nào là lãnh đạo tỉnh coi trọng cao độ, các đơn vị cảnh sát huy động bắt trộm, chả cần ai dạy, nghe nhàm tai rồi, ấy vậy mà người ngoại quốc lại gật đầu liên hồi, té ra là hiểu lầm, họ cứ nghĩ bên Trung Quốc không quan tâm tới vụ án nên mới có thái độ như vậy. Quan hệ hai bên cải thiện nhanh chóng, tới mức khi phiên dịch Trung Quốc của họ tới, lấy làm ngạc nhiên vì không khí rất tốt, không cãi vã. Được rồi, để thuận tiện cho định tội sau này, lời của hai vị sẽ được ghi âm dư tội bật máy ghi âm để lên bàn. Phiên dịch là nam thanh niên ăn mặc chỉnh chu chải chuốt, mà lại chẳng bằng cô gái như An Gia Lộ, trung tới lắp bắp dịch lại những lời này, quả nhiên người ngoại quốc nổi giận, nói oan oan một tràng, phiên dịch chuyển lời, ông mát nói chuyện tra hỏi này đã làm hai lần rồi, ông ta không có kiên nhẫn nói đi nói lại. Muốn biết tiến trình điều tra tới đâu? Đã xác định được vài nghi phạm trọng yếu, mà nghi phạm đi qua bên cạnh ông mát, ông mát bỏ sót rất nhiều tình tiết quan trọng, chưa cung cấp cho chúng tôi, đó là nguyên nhân tôi tới đây. Lần này dư tội nghe rõ họ nói gì rồi, một từ đơn thôi, ship, nhíu mày. Không phải phần tử trí thức cao à, tôi nói năng tử tế mà nói tục à. Đờ cờ mờ, thế thì nói với họ, bất kể họ tin hay không, đánh mất đồ có nguyên nhân do họ sơ suất. Mát nghe phiên dịch nói xong đứng bật dậy, tuôn ra một tràng, vẻ mặt kích động, thiếu điều xông vào đánh dư tội, phiên dịch trung trung chuyển lời cho dư tội mặt lạnh như tiền, Ông Mark nói anh phải chịu trách nhiệm vì lời nói của mình. Ông ta muốn nói chuyện với lãnh đạo cấp cao nhất. Đây là vu khống và đùng đẩy trách nhiệm. Bảo ông ta ngồi xuống. Dư tội kinh bỉ xua tay, nhìn thẳng mắt người cao hơn mình tới nguyên cái đầu, hỏi họ, có phải ở lối ra máy bay gặp được một nữ nhân, khí chất rác tuyệt, cực kỳ xinh đẹp không? Một câu chẳng hiểu ra sao làm phiên dịch nơm nớp lo sợ chuyển lời, hai người nước ngoài có vẻ ngạc nhiên lắm. Vậy thì đúng rồi, đó là góc chết của camera, tôi đoán, nữ nhân đó chủ động bắt chuyện với họ. Cho dù tôi không biết khi bên cạnh ông mát đây có mỹ nữ như cô Michael đây làm sao cô gái kia còn tiếp cận được, nhưng tôi khẳng định cô ta đã làm được. Hai người trì hoãn tại chỗ một phút 20 giây, chắc là đã có chuyện gì chứ? Dư tội nhìn sang phiên dịch, anh đi theo phiên dịch chắc chắn biết đúng không? Phiên dịch né tránh dư tội chỉ chuyển lời y, Michelle đưa hai tay về phía trước, như muốn giải thích gì đó, mắt thì không nói gì ghé tai phiên dịch thì thầm an gia lộ nghiêng người sang nói nhỏ vào tai dư tội hình như có một nữ nhân trò chuyện với ông mát rất hợp Michelle không vui đang trách mát à có lẽ cậu chưa biết Michelle là trợ lý tư của mát họ không phải là vợ chồng nhưng sống với nhau dư tội quay đầu sang đối diện đôi mắt mê hồn của an gia lộ vì tránh bên kia nghe thấy hai người rất gần mái tóc dài bị gió ngoài cửa sổ lất phất cọ lên má dư tội ngơ ngứa nếu không phải là địa điểm không thích hợp thì đã buông vài câu trêu đùa quay sang nghiêm mặt nói hai vị không phải muốn đem tin tình hình thực tế công khai sao được cứ nói chỉ là không biết công ty rx khi đó sẽ trút giận lên cảnh sát hay là truy cứu trách nhiệm cấp dưới phiên dịch cẩn thận nói chuyện với hai người kia gật đầu liên hồi sau đó đổi thái độ khách khí với dư tội anh cảnh sát ông mát rất sẵn lòng trả lời câu hỏi của anh cung cấp mọi sự hiệp trợ cần thiết thế thì nói sớm đi tốn thời gian đem tình huống hôm đó thuật lại một lần càng rõ càng tốt đặc biệt là trước khi vào thang máy đi lấy hành lý dư tội ghé tai an gia lộ nói nhỏ thằng cha phiên dịch kia mà cố tình bỏ sót gì thì bạn nhắc tôi nhé an gia lộ gật đầu dù sao cô có cả nghiệp vụ cảnh sát nên biết chỗ nào trọng điểm cần truyền đạt thật chính xác tình huống đại khái không khác dự liệu là bao hai người này không phải lần đầu tới trung quốc xuống máy bay rất quen với chuyện chen lấn đột nhiên xuất hiện cô gái trung quốc Giống như đã đợi ở đó, gọi tên bác, lại còn lấy cuốn sách tiếng Anh nguyên gốc xin chữ ký. TS An Gia Lộ giải thích mát là một kỹ sư cơ điện có tiếng, còn là người bảo vệ động vật hoang dã, vì thế mà viết một tác phẩm ít người ngó ngàng. Có fan nữ xinh đẹp xin chữ ký, mắt tất nhiên mừng lắm, vừa ký tên vừa hàng Huyên còn nhận một nụ hôn thân thiện của cô gái Trung Quốc. Tới đây Michelle xen lời, đánh giá công tâm, nói cô gái Trung Quốc đó rất xinh đẹp, lại nói tiếng Anh thuần thục hiểu cả văn hóa nước bỉ quê hương họ khi tạm biệt còn lưu luyến đưa cả danh thiếp và địa chỉ khách sạch dừng chân cho cô ta kỳ thực hai người ngoại quốc này cũng không tệ dư tội quay sang nói chuyện không ngờ làm an gia lộ đang ghé tai giải thích với y môi quệt nhẹ qua má nếu không phải cô giật mình lùi lại nhanh có khi môi chạm môi rồi an gia lộ để dư tội một cái đôi mày liễu hơi nhíu lại xem chừng giận lắm phong tư càng thêm điên đảo dư tội vội ổn định tinh thần lấy giấy bút ra vẽ lại sơ đồ sân bay, hỏi vị trí của từng người, hai người nước ngoài chỉ rất tỉ mỉ. Chuyện cuối cùng, dư tội mở túi áo trong, lấy bức ảnh để trong người từ rất lâu, đã nhăn nhúng. Có phải cô ấy không? Oh my god! Michelle thấy ảnh nằm trong tay cảnh sát, nhìn dư tội kinh ngạc, chỉ tay liên tục khẳng định, chính là cô ta. Câu này không phải viện dịch, dư tội hiểu rồi, lòng cùng vui mừng lẩm nhẩm, chính là cô ta. Hỏi chuyện kết thúc, Hai người nước ngoài tiễn ra tận thang máy, Michel vừa kỳ vọng vừa xin lỗi, còn ôm chặt dư tội một cái, đại khái là nhờ anh cảnh sát tìm lại đồ cho chúng tôi. Dư tội được ôm mà cảm giác không khác gì bị trăng quấn, rối rít yes với ok liên hồi. Rời khách sạn rồi An Gia Lộ chưa hết hưng phấn nói cho dù là người ở tỉnh tới cũng không có thể diện lớn như vậy. Dư tội lần đầu tiên thấy hình tượng của mình cao lớn như thế, lại mấy phen bị An Gia Lộ làm nhộn nhạo, định bốc phép trêu ghẹo cô em xinh đẹp này vài câu, thử tiêu như cố ý chen y sang bên, khen, an mỹ nữ, tiếng Anh của bạn giỏi thật đấy. Phép mà không ngượng, nói như cậu hiểu lắm vậy. Lý nhị đông mỉa mai. Câu cuối cùng tôi hiểu đấy. Thế khi người ta nói ship có hiểu không, nói cậu đấy. Tiêu ca điên rồi, hai tay một trước một sau bẻ tay kẹp của Lý Nhi Đông, cái gì, cái gì, cố tình gây sự với tôi đấy à đúng là cố tình làm tên béo mất mặt trước an mỹ nữ làm sao mà không giận cho được an gia lộ khuyên can thử tiêu càng hăng nữ đồng nghiệp kia cứ cười suốt dư tội giải quyết rất trực tiếp cho chân đá mỗi tên một phát đánh nhau cái gì chúng ta đều là loại mù dở tiếng anh ai cười ai được lên xe đợi đi hai người kia gầm ghè không phục nhau vừa đùng đẩy vừa lên xe nữ đồng nghiệp ở ban xuất nhập cảnh rất biết ý cười ám muội với dư tội sau đó cáo tử bắt taxi về Thử tiêu và Lý Nhị Đông tới bên xe mới sực tỉnh, ái già, thằng tiểu dư này thật vô liêm sỉ, đuổi anh em mình đi, định làm gì an muội muội Lý Nhị Đông lửa giận bốc cao ba trường, định đi hỏi tội, chân chưa cất bước đã yểu xỉu về. Thử tiêu hỏi sao thế, lão nhị thở dài, không ăn thua đâu, cái thằng chó dư nhi ấy đến người ngoại quốc cũng dám mắng, chúng ta ra chỉ để nó làm nhục thôi. Thử tiêu câm nín, câu này không cãi được. Khi ở trường An Gia Lộ là tình nhân trong mộng của ít nhất một nửa nam sinh, nhưng dám tặng hoa trước mắt, trừ giải băng chỉ có dư tội thôi, cho dù biết hôm đó chỉ là trò hề phản kích vụ đánh người, nhưng mà phải thừa nhận loại dũng khí vô liêm sĩ đấy, đâu phải ai cũng có. Cách đó mười mấy mét, An Gia Lộ đang buồn chán đá mấy cục đá nhỏ vốn không tồn tại trên mặt đất xi măng, cố tình không nói gì, cười thầm trong lòng, chuyện gì thế này vậy, cậu ấy định tán tỉnh mình sao? cô thấy dư tội ra hiệu cho bạn mình rời đi rồi được để xem cậu ta làm gì cô cố tình đợi dư tội lên tiếng trước an an lâu rồi không gặp bạn vẫn xinh đẹp như thế đợi một lúc lâu thế rồi dư tội rốt cuộc chỉ nói được một câu kém chất lượng chỉ thế thôi à chẳng có chút sáng tạo nào an gia lộ bật cười mỹ nữ lập tức quay trở lại sở thích nho nhỏ của cô là làm mấy chàng trai lúng túng a à, đúng là không sáng tạo bạn lúc nào cũng xinh đẹp chỉ là bây giờ xinh đẹp hơn mà thôi. Dư tội nói chẳng hề chua mồm. An gia lộ cười khúc khích liên hồi, không phải vì câu này có gì hay mà quá kém, còn chưa hỏi cậu đây, tốt nghiệp xong đi đâu, sao chẳng có chút tin tức nào, tuần trước tôi tới đại đội 2 gặp Chu Văn Quyên, ngay cả cô ấy cũng không biết. Còn đi đâu được nữa, không ai cần nên bị ném tới đội chống trộm cắp, giúp hiệp cảnh ra đường bắt trộm thôi. Dư tội nhún vai. An gia lộ ta một tiếng ngạc nhiên, chẳng lẽ loạt bài sang trộm là nói các cậu đấy à? Không thể nào, ngay cả bạn cũng nghe thấy danh tiếng của chúng tôi rồi à. Dư tội ngạc nhiên, thứ bài viết bịa đặt như tiểu thuyết ấy sao nhiều người đọc thế, kỳ thực chúng tôi chỉ làm tròn chức trách cảnh sát thôi. Này, đừng có cười, trong đội quy định khi được phỏng vấn chỉ được trả lời như thế. An Gia Lộ cười rất vui vẻ, mỗi lần gặp lại đám người dư tội lại khiến cô cười suốt, tò mò hỏi quá trình bắt trộm lại trách mình lãng phí tuổi xuân ở ban xuất nhập cảnh văn phòng sạch sẽ sáng sủa càng nói càng say sưa bất giác phát hiện hai mắt dư tội không rời khuôn mặt mình đôi mắt của cậu giang như thế có phải là do theo dõi trộm mà nhìn ra không đương nhiên nếu không vì sao sở công an tỉnh lại nhìn chúng tôi được phải rồi có tin tôi nhìn thấu bạn không cái tên còn tin hơn cả trộm này dễ dàng khơi lên sự tò mò của nữ sinh an gia lộ biểu môi lừa ai thế nhìn thấu cái gì bạn vẫn đang độc thân dư tội nói nhỏ nhìn xung quanh như sợ bị người ta thấy nói gì thế hả an gia lộ hơi giật mình rõ ràng là không phủ nhận dư tội càng tin tưởng phán đoán của mình hơn vài phần nội tâm của bạn hiện giờ rất mâu thuẫn hoang mang không chỉ ở vấn đề tình cảm mà còn cả cuộc sống cũng mất phương hướng nói một cách đơn giản là bất mãn với hiện trạng nhưng lại có cảm giác không cải biến được nó tinh thần bạn không tốt đừng chối vội mình đếm được bạn ba lần thất thần trong đó một lần suýt nữa mình có nụ hôn miễn phí cho dù hai người nước ngoài kia rất ghê gớm với tính cách của bạn cũng không nhẫn nhịn họ tóm lại bạn chẳng giống an nữ thần tự tin kiêu ngạo khi ở trường gì cả có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không an gia lộ ngơ ngẩn nhìn dư tội hồi lâu tự hồ không nhận ra người bạn này nữa cậu còn nhìn ra gì nữa dư tội xoay người nhìn thẳng an gia lộ vẫn bề ngoài thanh xuân xinh đẹp ấy nhưng đôi mắt phản phất nỗi buồn. Nếu trước kia y chẳng quan tâm, chẳng tốn công nói vài câu ngốc nghếch mua vui cho mỹ nữ như vậy, nhưng làm y có thiện cảm với cô gái này là vì lần nhiệt tình giúp đỡ tế muội tử, giúp người anh em của y, y coi như mình nợ một lần. Giờ nhìn kỹ hơn thì đúng vậy thật, trên khuôn mặt quen thuộc này như phản phất có thêm một nỗi buồn không tên, thậm chí y hoài nghi tình cảm giữa An Gia Lộ và Giải Băng có vấn đề. Chuyện tình cảm y không hiểu, nhưng chuyện khác y trải qua không ít dư tội chậm rãi nói có vẻ bạn đang đối diện với lựa chọn gian nan khiến bạn khó xử nói linh tinh an gia lộ lập tức phủ nhận rồi xoay người đi luôn e bị nói trúng tâm sự rồi kiêu ngạo trỗi dậy không muốn tỏ ra yếu thế đặc biệt trước người khác giới không rõ là chuyện gì khiến an gia lộ phản ứng mạnh như vậy dư tội cũng bất ngờ rồi định trêu đùa vài câu có lẽ giúp cô bạn này giải tỏa phần nào xem ra mình không đủ trình độ hoặc có lẽ là hơi lỗ mãn hai người đâu có thân thiết như vậy giờ chọc giận người ta nhìn an gia lộ chạy đi như con hưu nhỏ dư tội chỉ biết trách bản thân định trở lại xe thì nghe thấy tiếng bước chân quay đầu thấy an gia lộ chạy lại bất ngờ hỏi có thời gian không vụ án xong thì có an gia lộ suýt nửa đập cho dư tội một cái lần đầu tiên có chàng trai dám trả lời cô như vậy vừa rồi còn tưởng dư tội tán tỉnh mình nghe câu này là biết không phải thuần túy là bạn học quan tâm thôi chính vì thế lại có chút cảm động lấy danh thiếp cảnh vụ ra đưa tới giọng thân thiết hơn đây là điện thoại và địa chỉ của mình khi nào có thời gian hẹn mình đấy đơn vị nghèo như đội chống trộm cắp làm gì có cái này như tội đơn giản lấy di động ra nháy máy cho an gia lộ tranh thủ hỏi an an mình có thể tặng hoa cho bạn không thôi đi lại sợ cậu bới thùng rác ra tặng người ta an gia lộ bật cười chạy về phía khách sạn thế mà cũng được sao Dư tội dương dương đắc ý kẹp danh thiếp như còn thoảng mùi thơm về xe, không ngờ có một cái móng lợn vương ra chụp, dư tội giấu ngay lập tức, hai tên kia không sao cướp được, túng cổ y thẩm vấn vừa rồi nói gì, chuyện này dễ xử lý, dư tội nói an mỹ nữ gặp được y, cuối cùng an ủi nổi khổ tương tư. Khiến hai người anh em dựng ngón giữa lên nói một câu ngoại ngữ. Ship. Có điều chuyến đi này thu hoạch không nhỏ, mang về bức ảnh rõ ràng của nghi phạm, hại khổ hai ông già hứa bình thu và mã thu lâm đang trên đường về nhà phải vội vàng tới sân bay cậu nói cô ta là nghi phạm chính thao túng hành động trộm đồ ở à thế họ tên là gì tuổi tác ra sao nguyên quán ở đâu trình độ giáo dục ra sao có tiền án không cậu có chắc cô ta là chủ mưu không chỉ bằng đấy chứng cứ thôi sao chẳng lẽ không nghĩ tới khả năng khác là một nữ sinh sùng ngoại à cố hy kiệt người rất cao gầy gò như bệnh nhân lâu năm Hai lỗ mũi phun khói như ống khói, cười nhạt đưa ra một loạt câu hỏi liên tiếp, bắt bẻ báo cáo của dư tội, nhìn mặt cậu là biết, không có chứ gì. Hiện giờ không thể lấy được chút chứng cứ nào chứng minh nữ nhân này có liên quan tới vụ án, vẻn vẹn một cái mặt bên thì hư vô quá, cậu biết lưu lượng khách tối cao ở đây là bao nhiêu không? Hơn 4 vạn. Nếu lời cậu nói là đúng thì ít nhất phải có tiếp xúc với một trong hai nghi phạm kia chứ. Nhưng theo dõi camera giám sát cả ba ngày trước đó cũng không có gì hết, à mà cậu đã xem chưa thế. Vương Xuân Sinh nhận được thông báo vội vàng chạy tới, muộn thế này mà chưa được nghỉ, hai ngày gần như thức trắng tâm trạng rất kém nên khó chịu ra mặt, đối với cấp trên không dám thể hiện ra, nhưng với thằng nhóc cảnh hàm thấp nhất thì chỉ mặt nói như mắng. Tôi thấy trọng tâm nên đặt vào hành lý và hai nghi phạm kia, trung tâm kỹ thuật hình sự đang phân tích hình ảnh chúng ta cung cấp, sẽ có kết quả nhanh thôi. Giờ thay đổi phương hướng điều tra là không ổn." Cao thủ truy lùng nổi danh dưỡng Nam Phi vừa nói vừa nhìn Hứa Bình Thu, không đã động gì tới dư tội, hàm ý thì rõ ràng, ý kiến vớ vẩn đó không đáng để hắn tốn công sức, làm sao đi gấp gáp xác định nghi phạm như thế, không cùng hệ thống nên hắn dám đề xuất dị nghị. Trong phòng hội nghị khói thuốc mù mịt như tiên cảnh, vì tin tức mới kia mà mọi người đêm hôm lại tụ tập ở đây, tất cả các cao thủ điều tra đồng loạt nghi ngờ nữ nghi phạm mới xuất hiện, không tên không tuổi không hình ảnh rõ ràng trên camera giám sát không có bất kỳ tiếp xúc nào với hai nghi phạm chả lẽ vẻn vẹn bắt chuyện với người ngoại quốc nên thành nghi phạm nói câu khác lấy chứng cứ ra có lẽ chính họ cũng không nhận ra rằng trong tiềm thức mình không muốn tin vì chàng trai này làm bẻ mặt họ một lần rồi sau đó vất vả nửa ngày truy lùng hai người kia giờ lại nói không phải nghi phạm chính lôi ra người nữa thằng nhãi này đùa người ta chắc đúng là thứ ngựa non háo đá bị bao nhiêu người như thế nối nhau chỉ mùi dùi vào dù là dư tội thì sắc mặt cũng hết sức khó coi song y chỉ chứng minh được hai người nước ngoài gặp nữ nhân trên tranh mà phân cục hàng không lại tìm ra được chứng cứ mới đó là trước đó một nghi phạm liên tục xuất hiện ở hiện trường bọn họ sắp moi ra được rồi ai mà đi quan tâm chứng cứ mơ hồ của mấy thằng nhóc con hưng phấn đem tình hình mới nhất về không ngờ liên tiếp bị hất nước lạnh vào mặt cái chứng cứ duy nhất trên mặt y đã biến mất rồi mà cho dù có nói ra cũng bị người ta chế nhạo thôi, cho nên đối diện với một loạt lời chất vấn, dư tội im lặng không phản bác, không giải thích. Trong các cao thủ ở đây có Dương Vĩnh Lượng ngoài 40 là đâm chiêu chưa nói gì, dập tắt điếu thuốc, nhìn bức hình vẽ nhăn nheo trải giữa bàn không biết giữ trong người bao lâu. Kỳ thực cảnh sát nói chuyện bồ bã như vậy là thường, anh chửi tôi, tôi vỗ bàn mắng lại là được. Chỉ là trong trường hợp này đối phương không thể dùng thái độ đó đáp lại, không khỏi có chút ý thế ức hiếp người ta, hòa hoãn ngữ khí, "Đồng chí trẻ, nhìn bức ảnh thì cậu truy tìm cô gái này lâu rồi phải không? Trước kia có án gì trong tay cậu không, có thể lấy hồ sơ vụ án ra cho mọi người so sánh. Nếu là lúc đầu còn nói, giờ liên tiếp bị dội nước lạnh bằng thái độ không hề hữu hảo, kể cả người này nói chuyện tương đối hiền hòa, dư tội chán chả muốn thừa lời nữa." "Không có, nếu có án trong tay tôi đã đơn giản rồi, nói đơn giản là cô ta từng xuất hiện ở đường Ổ Thành nhưng tiếc là tôi không bắt được. Còn đúng là tôi truy lùng cô ta lâu lắm rồi. À, ra là vụ án thất bại, chuyện này có thể lý giải, nhưng không tán đồng suy luận không có bất kỳ chứng cứ gì của y, nên chẳng giúp gì hơn được. Không khí buổi gặp mặt rất ngột ngạt, thử tiêu và lý nhị đông đối diện một đám lão già lại khớp rồi, chẳng giúp được gì. Sao mắt lão nào trông cũng giống trộm. Lý nhị đông bị nhìn tới phát bực. Một đám biến thái, nhìn nữ nhân cũng không dâm tiện như vậy thử tiêu hết sức thiếu tự nhiên dịch mông bị đám nhân già nhìn long long tư vị còn khó chịu hơn cả bị trần trùng bị đám nữ nhân ngắm nghía dư tội nghe truyện trên tv audio cv chả ngán trong trại giam còn tắm trước mặt bạn tù kìa trải qua mấy chuyện như thế không chai mặt cũng khó mỉa mai chúng tôi chỉ được gọi tới đây hiệp trợ hiệp trợ tức là cung cấp ý kiến và suy nghĩ chuyện khác chúng tôi không chịu trách nhiệm dù sao thì vụ án đã bị lỡ năm mấy tiếng mất nhiều chứng cứ quan trọng như thế rồi, giờ bỏ đi thêm phát hiện của chúng tôi cũng có sao đâu, phải không? Rồi câu này không khác gì gai đấm vào mông đám hình sự già, lòng tức giận, đội chống trộm cắp tới biên chế hình cảnh còn miễn cưỡng, vênh váo cái gì, thằng nhãi con không biết trời cao đất dày, làm vẻ người lớn không chấp trẻ con hừ một tiếng. Đề nghị này gác lại trước đã, có điều hãy xem như một phương hướng điều tra tham khảo. Tôi biết thời gian kéo dài, áp lực tâm lý của mọi người rất lớn nhưng càng như thế càng phải giữ tâm thái ung dung thả lỏng, nếu không nghi phạm có xuất hiện trước vành mắt cũng bỏ qua. Vừa nãy tôi và đội trưởng mã tới hiện trường một chuyến, thu hoạch không ít. Hứa Bình Thu đứng ra giảng hòa, đổi chủ đề, theo trao đổi của chúng tôi, có vài đặc điểm mà mọi người nên chú ý, thủ pháp mặc dù rất khéo léo những cũng cũ củ kỹ, giống của băng sách bạch từng lộng hành ở tỉnh thành, bọn chúng vừa lừa đảo vừa ăn trộm, không chỉ có kỹ thuật mà còn dùng mưu, không cẩn thận là mắc bẫy. Thứ hai, nơi này có tỷ lệ giám sát lên tới 80% là tuyệt địa với bọn trộm vặt, nhưng với cao thủ mà nói thì điểm mù của sân bay vẫn rất nhiều, khu VIP, khu mua sắm, khu vệ sinh, tăng không ít khó khăn, công tác của chúng ta khó tránh khỏi sơ suất. Thứ ba, vừa rồi tôi có trao đổi điện thoại với sở trưởng thôi, sở trường biết mọi người vất vả, nhưng mong mọi người kiên trì, đôi khi thắng bại nằm ở một tích tắc kiên trì đó khi hứa bình thu đang ra sức điều hòa mâu thuẫn cổ vũ sĩ khí thì có tiếng chuông điện thoại của duẩn nam phi hắn vừa nghe một cái đứng bật dậy thu hút sự chú ý của mọi người vừa nghe điện thoại vừa mở lắc cốc nhận dữ liệu cúp điện thoại rồi hớn hở thông báo bên kỹ thuật đã khôi phục được ảnh của nghi phạm rời máy bay họ cho rằng độ trùng hợp đã đủ dùng để điều tra người này nhiều lần xuất hiện ở sân bay vũ túc chụp ảnh tuy tướng mạo khác khá nhiều nghi phạm ngồi máy bay nhưng qua biện pháp kỹ thuật khẳng định là một người để tôi xem nào hứa bình thu nhận lấy laptop vừa nghe duẩn nam phi giảng giải qua thủ pháp hóa trang cùng kỹ thuật khôi phục đây là thời đại của kỹ thuật rồi cảnh sát già như ông ta không hiểu lắm chỉ nhìn thấy ảnh khôi phục một người trẻ hơn cả chục tuổi quyết đoán hạ lệnh làm đi ảnh rõ thế này rồi thì với các đồng chí không khó khăn gì tập trung lực lượng bắt hắn vâng mấy cao thủ đồng loạt đứng dậy kính lễ ai vào việc nấy không cần chỉ huy thêm bọn họ chỉ cần cho một mục tiêu sẽ thành cổ máy hết sức đáng sợ. Thoáng cái trong phòng hội nghị chỉ còn lại hai ông già và ba đội viên đội chống trộm cắp ngồi ở vị trí bét giêm. Thử tiêu và lý nhị đông mặt sưng mày xỉa, vất vả chạy mấy tiếng, rồi bôn ba đi ra hỏi bị chửi như con cháu, hí hưởng đem tin tức về thêm đám lão già phủ định sạch trơn, dù là ai chăng nữa cũng khó chịu. Chỉ dư tội mới đầu hơi tức giận, giờ y lại quay lại bộ dạng rưng rưng thường ngày, thậm chí còn dụi mắt ngáp một cái xem ra tính khí ôn hòa hơn nhiều rồi tôi còn tưởng cậu sẽ chất vấn vì sao tôi không ủng hộ suy nghĩ của cậu hứa bình thu càng muốn tin tưởng phán đoán của dư tội hơn nhưng là một lãnh đạo ông ta phải làm như vừa rồi duy trì sức chiến đấu của cả tập thể chú là lãnh đạo chú cần cân bằng dư tội nhún vai hời hợt trả lời lão mã hứng thú hơn hẳn từ biểu hiện của hứa bình thu chứng tỏ hết sức coi trọng chàng trai này nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy quá mức bình thường. Miêu tả ra sau đây, vóc dáng không cao không thấp, khuôn mặt chẳng xấu tới mức phản cảm, cũng chẳng thể gọi là đẹp trai, mắt mũi miệng đều rất đại chúng, với con mắt hình cảnh thì chẳng nhìn ra nửa phần đặc trưng nào để ghi nhớ, ngay cả cách ăn mặc cũng thế, quần dinh, áo có mũ, giống ngàn vạn thanh niên ngoài đường. Dư tội khá nhạy bén, phát hiện có đôi mắt già đang quan sát Minh, y cũng nhìn lại, tuổi trên 60 rồi, mày thì dài mà nếp nhăn thì sâu, thi thoảng lại sờ cầm, tay rất lớn, nếu chục tuổi nữa tóc bạc hết sẽ rất tiên phong đạo cốt, cười hỏi, bác mã vừa cai thuốc à? Tiểu dư vừa học hút thuốc sao? Mã thu lâm hóm hỉnh hỏi lại. Hai câu hỏi không ai trả lời, chớp mắt hoàn thành cuộc so tài nho nhỏ giữa đồng nghiệp, thử tiêu và lý nhị đông nhìn nhau, ý hỏi, cái quái gì vậy? Chỉ một câu làm thái độ mã thu lâm lập tức thay đổi, hiền hòa nói, chàng trai, tìm cảm giác ở loại hiện trường thiếu chứng cứ này, có vẻ chỉ hai ta khác ở chỗ tôi chỉ suy đoán còn cậu lại coi là chân tướng dũng khí đáng khen cháu thấy kinh nghiệm càng đáng quý dư tội hiếm khi nhanh chóng có thiện cảm với một người như vậy bác làm đúng hơn cháu không nhiều lời không phải mất mặt dù sao mấy người kia cũng chẳng hiểu ha 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 tôi nghĩ rất lâu mà không dám nói sợ không ai tán đồng hoặc chỉ phụ họa bên ngoài thì cái mặt già này không biết để vào đâu chúng ta đi thẳng vào chủ đề thôi Cậu định ra tay từ chỗ nào để tìm tên trộm thần bí này, mỗi một nhóm luôn có một nhân vật linh hồn, cậu nghĩ là cô ta phải không? Trước mắt dư tội lại thoáng hiện một bóng hình mỹ lệ, tuyệt kỹ trong chớp mắt, phản ứng như sấm sét, hình bóng đó như ma quỷ bám vào y, buộc miệng nói hai chữ, quá khứ. Tựa như nắng chiếu băng tan, niềm vui hiện lên mặt mã thu lâm, khẽ gật gù. Thử tiêu huyết vai Lý Nhị Đông đang mỉm cười, là sao? Ai mà biết được. Vậy cậu cười cái quái gì? Giả Vờ biết chứ sao, tôi không muốn bị coi là thằng ngốc như cậu. Hai tên này lại đấu khẩu rồi, kỳ thực không cần giả vờ, ngay Hứa Bình Thu không hiểu đôi già trẻ này nói tới cái gì. Chàng trai, đoán chừng cậu đang tìm một người quen thuộc bọn chúng để thỉnh giáo hả? Tôi biết vài câu chuyện, xong tôi không có sức mà kể, kiến nghị cậu tới một nơi tìm chúng, chính là quá khứ mà cậu nói, ông già này còn có chút thể diện đấy tìm quá khứ tất nhiên phải tới phòng hồ sơ, dư tội ngạc nhiên thích loại nói chuyện này, lời chưa ra khỏi miệng đối phương đã đồng cảm. Tri âm khó tìm, Mã Thu Lâm sao chẳng như thế, đứng dậy nói, sử trưởng hứa, xem ra tôi có thể về nhà nghỉ ngơi rồi, sống sau xô so sống trước, sống trước như tôi sớm muộn bị đẩy lên bãi cát biến mất thôi, anh không cần tôi nữa đâu. Hứa Bình Thu cũng đứng dậy tiễn, dư tội đi theo, nhưng ông già không nói chuyện gì liên quan tới vụ án nữa, lên xe một cái là tiêu sái đi luôn chỉ quay lại nhìn dư tội một cái rồi mỉm cười dư tội còn muốn thỉnh giáo vài câu hứa bình thu ngăn lại ông ấy già rồi tinh lực không như trước cái nghề này bào mòn người ta ghê lắm đợi ông ấy nghỉ ngơi rồi muốn hỏi gì hẳn hỏi hai người theo đường cũ trở về hứa bình thu liếc nhìn dư tội vẫn đang trầm tư chủ động hỏi cậu định làm ngay trong đêm hay là mai mới làm đây là trưng cầu ý kiến hay là trực tiếp ra lệnh dư tội hỏi ngược lại không khách khí gì hết hứa bình thu thở dài biết dư tội có nhiều thành kiến với mình vốn không định gặp lại y sớm như thế đợi thời gian xóa nhòa phần nào mâu thuẫn đã cho nên lần trước mới thông qua lâm vũ tịnh mã bằng quan tâm một chút thế nào lại tránh cũng không tránh nổi đều không phải tôi đoán cậu sẽ làm ngay trong đêm dù tôi không ra lệnh cậu vẫn làm vì cậu tò mò không chịu nổi hồi hộp qua đêm làm cho tốt đồng chí dư tội vài ba năm nữa là có thể mặc lại cảnh phục cảnh ti cấp 3 rồi. Không cần biết ông ta nói câu này là khuyến khích hay chế nhạo, dư tội chỉ khịt mũi coi thường, bỏ đi không thèm để ý nữa. Về tới phòng hội nghị thì Thử Tiêu và Lý Nhị Đông gục đầu xuống bàn, mặt đối mặt thổi bong bóng vào nhau, đã buồn chán tới độ không thèm cãi vã nữa rồi. Thấy dư tội về, hai người còn tưởng sắp được nghỉ, ngáp ngắn ngáp dài hỏi y nói gì với ông già mà thần bí thế muốn tìm xuất thân nữ tặc thì tìm về nguồn cội của cô ta cho nên nói quá khứ mà quá khứ ở đâu phòng hồ sơ còn gì nữa thấy hai cái bộ mặt vẫn ngơ ngác dư tội thở dài chỉ ăn là giỏi ví như thử tiêu anh vì sao chơi bài lại còn thắng nhiều thua ít vì cha anh là con bạc đúng không còn anh lão nhị vì sao anh hay lên tiếng hận đời vì từ đời cha anh luôn sống trong nghèo khổ thiếu thốn cuộc đời luôn trong dầu sôi lửa bỏng đúng không nói thế đã hiểu chưa Hiểu thì hiểu rồi, chỉ là cái thằng nói lọt tai nổi, Lý Nhị Đông nghiến răng cắn trả, hiểu rồi, cậu vô liêm sĩ như thế là vì có người cha gian thương hả? Hỏi hay lắm. Thử tiêu rất hả giận. Dư tội ung dung đáp, đừng dùng từ ngữ thô tục như thế, bây giờ gian thương là cách gọi của thương nhân thành đạt, cha tôi giờ có thể xem là thành đạt rồi, tôi chả làm gì nữa ăn bám cha tôi vẫn sống tốt, vẻ mặt của hai anh là do tự ti dẫn tới ghen tị, tâm lý mất cân bằng ship. Câu này không biết tối nay vang lên bao lần. Phát âm chuẩn thật, đã nói các anh có tiến bộ mà, đi nào, tôi dẫn các anh đi moi nữ tặc kia ra, cô ta nhất định là tên trộm không tầm thường. Tim lạc đà nữa, tìm từ những tên trộm có tiếng ở đại nguyên, tôi không tin cô ta có thể thăng thiên độn địa. Lão nhị, đi chứ, dù sao anh về cũng chỉ ôm chăn tự an ủi bản thân, không bằng theo tôi có ăn có uống, vụ án này xong có khi lại kiếm thêm ít thu nhập dư tội vừa đi vừa khoác vai lý nhị đông anh chàng độc thân kim nghèo đói còn thử tiêu không thèm ngó nghiêng tới ê ê tôi cũng đi về nhà tới mấy chục km ai à, dư nhi chúng ta không thể kính nghiệp như thế nửa đêm còn đi phá án này vào thành phố phải ăn khuya nhé tôi lại đói rồi lý nhị đông với tay gọi theo dư tội đi xa dần nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha